Kể từ tháng 12 năm ngoái, thủ thành Đặng Văn Lâm đã chẳng thi đấu trận nào. Từ câu lạc bộ Moangthong United sang Chezero Osaka, thủ môn này vẫn chưa có cơ hội thể hiện mình. Điều tiếc nuối nhất là Văn Lâm không thể sang hội quân sớm cùng toàn đội. Tuy nhiên, huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn chờ anh. Tôi vẫn theo dõi và biết Văn Lâm vẫn tập luyện rất chăm chỉ. Chúng ta vẫn phải chờ Văn Lâm sang đây mới biết phong độ thế nào để quyết định. Ba thủ môn còn lại phong độ cũng khá ngang nhau. Thủ thành Bùi Tấn Trường điểm mạnh là kinh nghiệm, thi đấu 11 trận, 15 bàn thua. Văn Toàn mùa này mới bắt 8 trận cho Hải Phòng, nhưng cũng phải vào lưới Nhật bóng tới 13 lần. Trong khi Văn Hoàng đã trở thành chốt chặn tin cậy của Sông Lam Nghệ An, nhưng cũng phải nhận 15 bàn thua. Rõ ràng, thầy Park vẫn cần thêm thời gian để kiểm chứng phong độ. Tôi nghĩ cơ hội đều dành cho cả 4 thủ môn. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi để lựa chọn người đạt phong độ tốt nhất và phù hợp nhất. Thủ môn sẽ là một trong những cái chiến tuyến tạo ra sự cạnh tranh hết sức hấp dẫn, và chúng ta sẽ cùng chờ xem ai sẽ là người được bắt chính tại vòng loại World Cup 2022 với 3 trận đấu sắp tới. Hoàng Cường, phóng viên Đài Truyền Việt Nam từ các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất.